Rồi Hoàng Chí Shop xin chào các bạn nha. Hôm nay thì bên shop mình xin giới thiệu với các bạn một cái chiếc Honda 67 huyền thoại lên một cái dàn đèn cực khủng, đó là hai cái đèn L4X phiên bản đặc biệt. Thì các bạn đang thấy trên hình là một chiếc 67 được độ rất là nhiều thứ, và chiếc xe này nó có công lực rất là kinh khủng. Hôm nay mình xin quay cận cảnh với các bạn giới thiệu cái sản phẩm, đó là hai cái đèn L4X vào phiên và mặt nạ. Đây các bạn, phiên bản đặc biệt ạ. Các bạn có thể thấy rõ cái chip LED của nó luôn, rất là đẹp các bạn. Đây là cái chip LED XPL, có ánh sáng vàng 4300K, nhiệt màu 4300K, các bạn thấy ạ. Nó rất là đẹp, rất là rõ đẹp, được gắn vào hai cái badge của xi nhan rất là đẹp và ngầu. Rồi mình đi xa một tí xíu cho các bạn cùng xem đó. Ok, và đây các bạn có thể thấy là những anh em nào mà chơi 67 thì có thể biết được là chiếc xe này có cái công lực như thế nào, nhìn qua cục máy đây các bạn đó, rất là đẹp. Thì vừa rồi được Hoàng Chí Shop đi lại toàn bộ đường dây điện cũng như là lên sạc Suzuki GD và độ hai cái đèn L4X phiên bản đặc biệt. Đây các bạn, mình sẽ quay cận cảnh cái đèn cho các bạn xem. Đây, đây nữa. Rồi, kèm theo đó thì bên mình độ một cái công tắc bật tắt, nó rất là đẹp và hài hòa. Xe này được độ rất là nhiều món rồi. Ok, bây giờ các bạn xem nha. Đây là bên mình độ một cái công tắc on off, on off đèn ở cái cùm công tắc này đó. Và tiếp theo là được có bắt xin luôn nha các bạn. Thì khi các bạn bật chìa khóa thôi, chúng ta bật chìa khóa, chúng ta chưa cần bật đèn đâu nhé. Chúng ta chỉ cần chưa bật đèn thì chúng ta có thể báo xin được. Các bạn có thể nghe cái tiếng relay nhảy, tiếng relay nhảy này. Rồi đúng không ạ? Rồi ok, đây là cái công tắc cho các bạn, công tắc bắt xin. Thì được đổ thẳng vào cái công tắc bắt xin và cũng như là cái công tắc bật tắt đèn bên này. Ok, tiếp theo đó thì được Hoàng Chí Shop đi dây gọn gàng xuống bên dưới. Đây, các bạn có thể nhìn cận cảnh cái đèn L4X. Đây, đó, chip LED vàng nha các bạn, XPL màu vàng 4300K. Rồi, thì được bên mình gắn những cái giắc nhựa màu đen như thế này. Đây, các bạn có thể thấy rõ, được bọc chống cháy rất là gọn gàng, và đi những cái giắc nhựa đen như thế này để sau này có người ta thay thế đèn, như là có việc gì cần tháo đèn ra thì chúng ta chỉ cần rút giắc thôi, rất là gọn gàng sạch sẽ. Nó được đi sạc, và cái dây này là cái dây dưới bình lên cũng được bọc chống cháy luôn các bạn. Đó, rồi chúng ta cùng ngắm nhìn. Rồi về cái độ sáng thì hai cái đèn này cho độ sáng gấp phải nói là tới mười mấy lần so với cái đèn zin, mười mấy lần nha các bạn. Nhưng mà hiện tại ở đang là ban ngày cho nên là mình không thể mà bật cái đèn cho các bạn xem được, tại vì nó quá sáng đi, ban ngày nó quá sáng nên không thể thấy rõ được ánh sáng đâu. Đó các bạn, đó các bạn để nhìn toàn cảnh. Rồi xe này được độ chế rất là nhiều, các bạn thấy không ạ? Rồi mình xin review chức năng nhé. Đầu tiên thì các bạn có thể là đối với cái xe này thì yêu cầu là mình bật đèn lên thì đèn zin sáng nha các bạn. Các bạn thấy không ạ? Là pha cốt, cái pha chế độ cốt của đèn zin sáng. Sau khi chúng ta mà bật pha lên, nhấn pha lên thì cả ba đèn đều sáng luôn các bạn. Đó. Khi mà chúng ta tắt đi và không bật đèn gì hết thì khi bắt xin chúng ta sẽ được bắt xin cả ba đèn. Vì thì cái ánh sáng ban ngày nó quá là sáng nên là chúng ta không thể thấy được cái ánh đèn rõ được các bạn. Đó, mình sẽ ví dụ bật công tắc đèn lên. Các bạn thấy khi bật công tắc đèn lên nó sẽ ba đèn đều sáng một lúc luôn. Đây, ánh sáng đối diện rất là chói. Các bạn thấy không? Hai đèn L4X quá sáng.
Rồi được đi hệ thống sạc cũng như là dây dắt cắm gọn gàng sạch sẽ. Đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn đã có nhu cầu lắp đèn chiếu sáng cũng như là mua đèn thì các bạn có thể liên hệ cho mình qua địa chỉ cũng như số điện thoại bên trên góc màn hình nhé. Rồi, thân ái chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.